vừa rồi thấy ông Lập mua cây này mà nay thấy hoành tráng quá. Mình làm cho ông Lập hay là cây của mình đây? À thế à? À gửi đây thôi chứ đâu. Cây này giờ bao tiền anh? Dạ 60 triệu. Cái chỗ này hơi cổng với chúng ta làm được cũng tự nhiên hoành trực hoành cho này hơi thoát tí đấy, cái này được chưa đẹp nhỉ, quá già. Đấy, con là rất già. Rất già. Già thế à? Dạ, bây giờ ngắm triệu thôi đi chỗ khác, cái sung này đấy, sung này, sung à, ghê quá, nhìn kinh quá, kinh quá, và sung nét đầy quả rồi đấy, xem lại các tung lại án cái sáng chỗ khác. Còn 3 tiền anh nhỉ? 5 triệu. Mọ. Điền nhỉ? Mọ sung. Xanh không anh? Ở nhà có nhiều cái này không anh? Quên mất, không bảo anh gửi cho ít Zalo. À bây giờ nghe quên. 5 tiền xin luôn. Rồi vào mấy cây chắc quá. Có cây nào mà luôn luôn tầm này mà nó trực trực. Anh cho em lại cái số mọ quên mất. Đọc nó không một. Số có Zalo nhé. 0164 722 9568. Ông cứ mua đi trong bảo hành chứ ông không phải lo năm điền là năm điền. Cái này đại ca này bán rẻ nhất ở đây. Không có rẻ hơn. Trên này cây này mà trên mạng nó phải đòi hơn chục. Mà lại cả chậu đúng không? Chậu đẹp. Chậu này cũng đã tầm 4-5 lít rồi hơn đi đúng không? Nhưng mà bây giờ làm tay phá cái này chỗ là à, thế mình đem một tay ở đây không nuôi tay nữa, không nuôi hai ngọn đấy là chơi thôi. Mấy anh đơn giản. Thế là mấy trăm đấy? Mấy trăm đấy, số không? Ui rồi, chết. 6 triệu nhỉ? 4 triệu rồi. Đây sạch non. Quá. Nói thế khó nói chuyện lắm. Chả thế thì khó nói chuyện lắm. Người nào người ta cũng làm nổi, nhưng nói đi luôn. Mấy triệu đó là hỏi cái vông quơ đấy nó thiếu xây dựng. Đúng không? Hỏi không mua được thì hỏi cho nó đàng hoàng đâu. Hỏi là cây như thế này mà ông còn chê cái gì nữa. Tay tiếc là đầy đủ đấy bọn. Đấy là về giật lên nhanh lắm, điền giật lên nhanh lắm, khỏe. Đấy, phải dỡ ra, ông để chậu này. À vâng, đấy, mỗi người một kiểu, nhưng phải mà... Phải dỡ ra, mình nuôi vào chậu to, nhưng nó nhanh, bón vào nhanh lên mầm. Có phân bò vào. Sau khi mai kia hoàn chỉnh rồi, mới cho vào đấy. Đấy, ghê gớm phết. Đúng không? Không, nhưng vấn đề bây giờ là đem lên đây là cho nó sạch sẽ. Cho sạch sẽ, nó phải bọc bằng tải. Bây giờ cứ cái này nuôi, nó không có chất ăn. Đấy. Có như người, bón phân... Ờ cái mặt này khá hay. Đúng rồi, 100.
làm việc. Điên quá nhỉ. Không phải. À, này bao tiền này? 13 triệu. 13 triệu. Đáng rất nhỉ. Đấy, 5 tiếng con ra nhìn ra được 13 triệu rồi. Lá bé tí rồi nhỉ. Thế còn con trên này bác? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Bye bye. Chơi bao nhiêu rồi em? Bác ơi, 13 triệu. 13. Điền các bác nhìn cái chân bệ của nó, phải nói là nó thô, cần xử lý rất khỏe. 7,5 triệu. Cô 17 có chị 13 đấy. Tốt, không kịch. Tỉa xong nhìn nó thích hơn nhỉ. Xanh chơi răm mini, chơi răm hay. Đi quay lại xem. Sen súng. Hoa sen, hoa súng rất nhiều. Hoa ở đây cũng khá nhiều. Đây, lập rồi. Mẫu đơn kinh. Nguyệt quế. Đây nguyệt quế thì mẫu đơn. Mẫu đơn này mẫu đơn cao mút trời. Thơm quá. Hoa thơm quá chỗ. Hoa thơm quá. Này như xịt nước hoa trong nhà. Mẫu đơn quế đây. Trên kia là vì mình tác động bàn tay mình đánh là cái các cái thứ này nó không mặc mấy rông ấy. Như dưới này cái thân này nó gần lên thì nó cứ nuôi lên. Đây những cái chỗ này nó ít mặc đi. Cái sau này mình cứ nhặt là nó không lên. Thơm quá, nhà cứ như có nước hoa ấy nè. Cắt cả cái cành này ra. Này đang báo giá bao nhiêu chú nhỉ? 20 triệu. Chân chiếc phải trả này nhỉ. Thơm đúng lúc đang bung hòa thơm. Đấy. Ở đây đây công nhận từ mặt trên YouTube lên đi. Vâng. Quá nhanh. Đây một đài một số người rồi đấy nhỉ. Một số ông gặp ở dưới cái gặp anh ở triển lãm phủ lý mình nói anh tiếc cái cây quá anh không mua được anh đưa xem ảnh nhưng mà đây tôi đã trong thấp hơn cái giá của người ta dưới đấy này cái bán màu đơn đơn này
Mẫu đơn này thì mấy chục chú? Hả? Mẫu đơn thì mấy chục? Mẫu đơn này á? Vâng. 20 triệu. 20. Kia vừa bảo là cũng 20 nhỉ? Cũng 20. Đấy, mẫu 20. Tôi 20 đây. Hoành tráng quá, hoa rực trời nhỉ. Nhà có tí để sướng không? Quá sướng. Nếu mà mẫu đơn này đây thì nguyệt quế này được cái thơm quá. Con này thơm thơm hết cả chợ luôn. Thơm quá. Đang bung hoa. Con này mấy đồng chú nhỉ? 5 triệu. 35 à hay 25? 25. 25. U biếu nhỉ. Ghê nhỉ. Quá kỳ khủng. 25 cò. Mấy cái chiên tuế trước trồng sơ sơ hôm nay phun là nhanh thế. Quá nhanh. Quá nhanh. Cũng Quỳ Lao thì nhất chợ thật. Đây. Được quế ăn, Quỳ Lao ăn. Cây tuế mà cây này trong kia có cây nó lên 5 quả. Đi ra khu vực xem lại cái cây xanh kia rút đến đầu rồi nha các bác nhé. Đấy, túc sộp, rất đỏ, rất lộc. Mẫu đơn kia hơi sớm tí mà thôi được, chơi được. Hơi sớm. Rồi, các bạn nhé, đi sang khu vực khác.